Cờ lùa tự động Kruko nhập khẩu Nga cho xe Solati. Mời các bác trải nghiệm. Cửa mở thì có ánh khóa sáng của đèn. Khi cửa đóng hết thì đèn tự động tắt đi. Khi cửa đóng hết thì nó sẽ có hai tiếng tạch tạch. Đấy là tiếng ổ khóa vào cửa. Đấy, có hai tiếng tạch tạch là khi vòng khóa vào hết. Các mép cửa vào hết nhé. Vào khít hết các mép cửa nhé. Ở phía trên này có một cái nút bấm trên chỗ lăng. Thank you.